LVS Sport nâng cấp body kit laptop. Nhưng mà kỳ này body kit laptop Trung Quốc các bạn. Laptop Trung Quốc khác với body Thái chỗ nào? Khác chọn mũi mâm chữ E Vambyte. Mà Vambyte là trong thương hiệu của Trung Quốc ha. Thương hiệu cũng nổi tiếng, chất lượng cũng ok nha các bạn. Ở phiên bản LVS Sport thì chúng ta dễ độ. Đó, tại vì nó có đen sẵn những chi tiết các bạn. Ra những cái bản nhạc, mình nghe những bản nhạc kết hợp cùng với lại dàn loa. Đối với LVS này chúng ta hoàn toàn có thể nâng cấp những dàn loa về loa trung tâm. Về bản thiếu nha, loa trung tâm cũng đang thiếu nè, hai loa cục D cũng đang thiếu nè, chúng ta còn có thể vô thêm cái súp hơi phía sau ha các bạn. Chúng ta vô combo này thì rất là xuất sắc luôn các bạn. Các bạn nên nâng cấp phần đèn gầm trước, biết đâu được thì nó đủ với lại cái đoạn đường bạn đang đi với lại cái khẩu vị sáng của các bạn ha. Đèn gầm bên mình là siêu sáng luôn các bạn, ba màu, màu trắng thì chúng ta đi đường đô thị, màu vàng màu nắng thì chúng ta đi đường trời mưa đường trưởng ha. Cái phần đen mờ của bốn ốc của bánh và phần body kit phía trước ha các bạn. Đó, trong những cái sự kết nối với nhau cũng khá là có chủ đích của anh khách luôn các bạn. Khách mình sẽ trả về cho những anh khách các bạn. Về những cái cản và những cái chi tiết lắp đặt. Các anh khách có nhu cầu bán lại thì bên mình cũng có thu lại luôn ha. Body laptop nhập chung luôn, giá tầm khoảng là 18 triệu thôi. Đi cùng với đó là bộ mâm mâm Vambyte. Giá bộ mâm này tầm khoảng 26 triệu bốn mâm thôi các bạn. Rất thì chọn những bộ lớp gai rất xu hướng bên Thái như là lớp Toyo. Gai GLT và chúng ta đi chọn những bộ lớp BF Lutic, dòng lớp gai địa hình nhưng mà có khả năng chống ồn nha các bạn. Cũng còn tùy vào khẩu vị đi xe của khách hàng. Quá đẹp luôn các bạn, một cái bộ nhận diện với sự kết nối giữa LVS Sport và phiên bản Ford Raptor các bạn. Rồi Auto Style xin mến chào các bạn. Thêm một siêu phẩm nữa LVS Sport nâng cấp body kit Raptor. Nhưng mà kỳ này body kit Raptor Trung Quốc các bạn. Tí nữa coi các bạn nhận ra được body Raptor Trung Quốc khác với body Thái chỗ nào không nha. Đi cùng với đó là bộ mâm, mâm chữ Y, trong những mâm cũng khá là nổi tiếng bên Thái luôn các bạn. Mâm Vambyte, mâm này thì made in Trung Quốc các bạn, giá nó sẽ mềm hơn so với made in Thái Lan rất nhiều luôn ha. Đi cùng với đó là decor chút xíu của anh khách, về nửa trên là anh chọn dán decal đen mờ các bạn. Một số chi tiết về nội thất ha, một số tính năng ẩn về nội thất các bạn. Một số gợi ý của Auto Style mình để giúp cho các bạn nâng cấp xe nó đẹp hơn ở trong phần ngoại thất và nội thất thêm ha. Rồi cái bộ nhận diện đầu xe các bạn thấy một cái sự hoành tráng hả các bạn. LVS hiện nay luôn, chúng ta lên body Raptor thì cái phần đầu y chang như body Raptor luôn nè. Tại vì Ford họ cũng tạo ra những cái dòng xe mà với phần đầu với những cái đường gập khuôn tự tựa như nhau ha. Cả Raptor, cả Ranger, cả LVS mình thấy nó đều có một cái dáng vẻ như nhau luôn. Nên tạo cái điều kiện mà chúng ta nâng cấp lên những phiên bản cao. Và cái mẫu của phiên bản Raptor cũng quá đẹp các bạn. Từ phần đầu, từ phần mặt ca lăng, ở cản trước bốn ốp của bánh ha. Trong những cái mà giúp chúng ta nhận diện được cái body Trung Quốc và body của Thái đó là cái mặt ca lăng chữ Ford. Bộ của Thái các bạn, cái mặt ca lăng chữ Ford này là hàng phụ tùng của Ford luôn. Hàng phụ tùng của Ford thì trong cái bộ ca lăng Ford Raptor Zin các bạn thì nó không có ba đèn màu vàng ha. Còn bộ Trung Quốc thì chúng ta sẽ thấy được cái ba đèn màu vàng trong cái mặt ca lăng chữ Ford. Đó, trong những cái chi tiết nhận diện ha. Cái thứ hai nữa là cái mắt camera các bạn. Cái mắt camera của cái mặt Trung Quốc thì nằm dưới chữ Ford. Còn cái mắt camera của bộ Raptor Thái thì nằm trên chữ Ford. Tại vì cái đó là hàng phụ tùng của Ford mà. Hàng phụ tùng của xe Raptor thì cái mắt camera nằm phía trên. Và sẽ thấy được những cái lưới của cái mặt ga lăng nó sẽ hơi khác một chút xíu so với lại Raptor Zin ha các bạn. Trong những cái chi tiết mà nó làm cho bộ body kit Raptor của Thái nó mắc, đó là cái mặt ga lăng hàng phụ tùng các bạn. Hàng nguyên zin luôn ha, chứ không phải hàng thiết kế 1-1 các bạn. Còn này thiết kế 1-1 ha. Chúng ta có cái mặt ga lăng, chúng ta có cái cản trước, chúng ta có bốn ốp của bánh, chúng ta có cái mí giáp gầm thôi. Phần giáp gầm tấm thứ nhất nó cũng đã dập khuôn nguyên tấm của tấm sắt luôn ha. Để khi mà chúng ta lắp lên, chúng ta nhìn từ xa, chúng ta sẽ thấy cái lường giống như xe phiên bản của xe Ford Raptor luôn các bạn. Khi mà chúng ta thay mặt cái lăng chữ Ford này, chúng ta phải thay luôn cản trước ha. Và khi mà mình làm, mình thay cản trước, mình sẽ dời các cái cảm biến của xe Ford LS bản Sport. Các bạn thấy những cảm biến mình vẫn để là màu trắng các bạn. Mình chưa sơn qua đen. Thì khi mà chúng ta sơn qua đen thì nó cũng khá là rủi ro các bạn. Tại vì nó sẽ dễ báo cảm biến nó bị lỗi các bạn. Cảm biến giống như có một chướng ngại vật gì đó, có cái lớp sơn nó nằm bên cảm biến ha. Nên mình dời ra, mình dời lại nguyên cảm biến zin của phiên bản LS Sport luôn ha. Và chúng ta đi vào cùng với đó là bốn ốp của bánh. Có nhiều phong cách để chúng ta lựa chọn. Chúng ta có thể lựa chọn ốp của bánh đen mờ theo kiểu laptop, hoặc là đen mờ hơn chút xíu nữa, giống như style của khách này các bạn. Những cái hốc đèn y như phiên bản Ford laptop các bạn. Với những cái mí giống như này. Tại vì hàng copy 1-1 mà, họ copy khá là tinh xảo. Các bạn chơi cái bộ này thì nó kinh tế hơn rất nhiều luôn ha. Bộ này thì bên mình đang bán giá rất mềm luôn các bạn. Với những cái lường, với những cái hông y chang như phiên bản Ford Raptor luôn. Và mình thấy LVS mà chúng ta vô bộ này nữa, mình thấy quá xuất sắc luôn các bạn. Một cái sự kết hợp tuyệt vời giữa LVS và Raptor ha. Đã lên bộ body chúng ta không để thiếu bộ mâm và lốp các bạn. Khách chọn bộ mâm chữ E Vambyte. Mà khách tháo chữ Vambyte rồi các bạn.
Vanbai là trong những thương hiệu của Trung Quốc ha. Thương hiệu cũng nổi tiếng, chất lượng cũng ok nha các bạn. Đó, nên các bạn chọn những mẫu này thì giá nó được mềm so với lại những cái mẫu của bên Thái Lan các bạn. Giá thì nó rẻ hơn khoảng một bộ 20 triệu luôn các bạn. Bông Thái Lan các bạn mua một cái bộ nó tầm khoảng 48 đến 52 triệu tùy mẫu ha. Còn với mẫu này tầm khoảng 26 triệu một bộ thôi các bạn. Bốn mâm thôi, lớp chưa tính là chúng ta có khá nhiều mẫu về Vanbai các bạn. Mâm chữ Y, mâm nhiều cánh ha. Mình sẽ gửi cho các bạn một số mâm cho các bạn đến mình nâng cấp các bạn. Và phối lên phong cách của LS Sport thì chúng ta có rất nhiều mẫu luôn ha. Chúng ta có mẫu body Vistor ha các bạn, kết hợp cùng với lại mâm lớp. Khi mà chúng ta lên bộ mâm lớp thì các bạn sẽ thấy một cái dáng vẻ hoàn toàn khác luôn các bạn. Một dáng vẻ xe nó sẽ đẹp hơn, nó sẽ ngầu hơn. Tùy vào cái những cái thiết kế của bộ mâm ha các bạn. Và mâm lớp hiện nay trên thị trường nó cũng không quá đắt ha các bạn. RS phiên bản Sport Body Glob To bản nhập chung. Bản này là bản tiết kiệm nhất các bạn. Body nhập chung thì tầm khoảng 18 triệu thôi. Bộ mâm lớp tầm khoảng 50 triệu thôi các bạn. Đó, giá cũng không quá đắt ha. Chúng ta đã có một cái phong cách mà chơi xe cực kỳ cá tính luôn các bạn. Đó. Và chúng ta decor thêm một chút xíu nữa. Nửa trên là chúng ta dán đề can. Chúng ta có thể tùy chọn đề can đen mờ hoặc là đen bóng tùy phong cách của chúng ta ha. Thêm những cái ốp chắn cửa. Phiên bản LS Sport thì chúng ta dễ độ đó, tại vì nó có đen sẵn những chi tiết các bạn, từ những cái tay gương, bốn tay nắm cửa và những cái mang cá ha, và những chi tiết bên trong bên ngoài. LS Sport thì nó chỉ chưa được đẹp ở phần chi tiết bên trong thôi, bên ngoài thì mình thấy quá xuất sắc ha. Chúng ta cũng có thể nâng cấp thêm một số tính năng ẩn của phiên bản LS 4x4 các bạn. LS White chắc có ha, như là camera 360 ha, cảnh báo điểm mù trên gương đó. Tính năng mình nghĩ cũng rất cần thiết khi mà chúng ta đi xe. Ngoài ra thì để cho chúng xe chúng ta tiện nghi hơn, chúng ta nên vô những cái dòng dán phim xịn các bạn, bềm crystal light và làm cho bề mặt sơn luôn bóng. Chúng ta chọn những cái mã ceramic cao cấp, ceramic GB của Mỹ, bên mình làm 4 lớp các bạn. Đó, nó sẽ giữ cho bề mặt sơn sẽ bóng hơn ha. Bước vào khoang nội thất chúng ta sẽ thấy một dáng vẻ của một dòng xe hạng trung, không phải là dòng xe luxury các bạn. Tại vì chúng ta dễ nhận thấy đó là cái phần trần, phần cột nó không phải là những cái màu tối, màu đen cùng lại màu ghế ha. Các bạn đi những cái dòng xe mẹt, xe BMW thường những phần trần phần cột này nó sẽ là màu đen hoặc là màu nâu hoặc là màu cùng với màu da ghế các bạn, thì khi đó nó sẽ đồng thanh đồng thủ với lại những cái chi tiết màu da của ghế. Chúng ta bước vào không gian chúng ta sẽ thấy nó đẹp hơn ha. Ngoài ra chúng ta còn có thể đổi màu nội thất nữa các bạn, nghĩa là chúng ta không thích những chi tiết nhựa đen, chúng ta hoàn toàn có thể sơn đổi màu nhựa nội thất lại ha. Và chúng ta may những bộ da nappa, những bộ da được thiết kế bên mình có Donny đóng dài ghế da thiết kế thì những dòng xe siêu sang các bạn. Đó, để mang cho chúng ta một cái phong cách thật là sang trọng khi mà chúng ta bước vào nội thất của cái xe. Thiết kế nội thất xe cũng giống như thiết kế nội thất của một ngôi nhà vậy các bạn. Chúng ta hoàn toàn có thể thay thế được hết nha. Từ cái foam ghế, từ cái sơn chi tiết đổi màu nội thất, từ cái phần trần, phần cột, đó, những cái chi tiết này chúng ta làm da lại thì nó thật sự là lung linh luôn các bạn. LS Sport thì cũng còn thiếu những tính năng mình nghĩ cũng rất cần thiết, giống như là camera hành trình nữa các bạn. Nó sẽ giúp cho chúng ta, hỗ trợ chúng ta, trợ lý khi mà chúng ta di chuyển trên đường ha. Có cảnh báo giao thông, cảnh báo phạt nguội, những chi tiết cũng rất cần thiết luôn. Camera 360 trên xe này cũng chưa có luôn các bạn. Đường nước hoa nó sẽ khử mùi, nó sẽ tạo cái mùi hương khuếch tán nước hoa, giúp cho chúng ta sẽ lái xe sẽ dễ chịu hơn trên những mọi cung đường ha các bạn. Và những cái hộp Anabox các bạn, hiện nay luôn những cái dòng xe thế hệ mới này cũng không thể thiếu luôn ha. Tại vì Anabox sẽ giúp cho chúng ta nghe những bài nhạc chúng ta yêu thích qua cái nút bấm kết nối YouTube, có SIM 3G sẵn luôn ha. Có dẫn đường Google Maps luôn các bạn, chúng ta ra những khẩu lệnh rất dễ dàng luôn, xài Google dẫn đường cho chúng ta đi. Nhưng mình đi xe ở nhà mình, bây giờ mình không thể thiếu những chi tiết đó luôn các bạn. Trước đây mình không có thì mình cũng không biết được nó có cần hay không. Khi mà mình có rồi các bạn thì mình gần như không thể thiếu ha. Mình ra những cái bản nhạc, mình nghe những bản nhạc kết hợp cùng với lại dàn loa. Đối với LS này chúng ta hoàn toàn có thể nâng cấp những cái dàn loa về loa trung tâm, về bản thiếu đó nha. Loa trung tâm cũng đang thiếu nè, hai loa cục D cũng đang thiếu nè. Chúng ta còn có thể vô thêm cái súp hơi phía sau ha các bạn. Chúng ta vô combo này thì rất là xuất sắc luôn các bạn.
là chúng ta sẽ thích nghe nhạc khi mà chúng ta vô những nhà âm thanh hay các bạn. Xe của mình cũng vậy, trước đây mình chưa vô nhà âm thanh, mình nghe những ban nhạc cũng bình thường mà mình cũng không có nhu cầu nghe nhạc nữa các bạn. Và khi mà chúng ta vô những nhà âm thanh hay, chúng ta nghe những bản nhạc hay, chúng ta nghe được giọng bass, giọng chép, những cái tiếng trống, tiếng gõ của những giống như dàn ca sĩ hát live trước mặt chúng ta, thích nghe nhạc các bạn. Và chúng ta sẽ bắt đầu yêu âm nhạc hơn. Đó. Còn những cái cụm đàn và những cái hộp để ly dưới đây thì cũng giống như phiên bản FS 4x4 các bạn. FS các phiên bản luôn được thiết kế khá là tối. Có nhiều anh khách đi phiên bản Lash Magic luôn lên mình, nói Dũng ơi tối quá, anh đi đường xa thì nhìn đường khá là mỏi mắt. Những đoạn đường mà nó không có đèn đường, gặp đường trời mưa thôi bánh xác ha. Anh khách hay qua mình nâng cấp đèn laser, đèn cos, vị trí cos các bạn. Kết hợp cùng với đèn siêu màu gầm, ba màu siêu sáng luôn ha. Nhưng mà mình nghĩ các bạn nên nâng cấp phần đèn gầm trước. Biết đâu được thì nó đủ với lại cái đoạn đường bạn đang đi, với lại cái khẩu vị sáng của các bạn ha. Đèn gầm bên mình là siêu sáng luôn các bạn, ba màu. Màu trắng thì chúng ta đi đường đô thị, màu vàng màu nắng thì chúng ta đi đường trời mưa, đường trước ha. Rồi, phần ngoại thất của LS phiên bản Sport lên body có laptop. Có phần phía sau chúng ta thấy nửa trên đã vô đề can phần đen mờ các bạn. Nó phù hợp với phần đen mờ của bốn ốc của bánh và phần body kit phía trước ha các bạn. Đó, trong những cái sự kết nối với nhau cũng khá là có chủ đích của anh khách luôn các bạn. Bộ mâm, bộ lớp nữa ha, quá đẹp luôn các bạn. Ở phần đèn phía sau này chúng ta còn có thể vô đèn chữ LS LED ở giữa ha. Để khi mà chúng ta thắng, chúng ta tạo ấn tượng với những xe phía sau, giữ an toàn lên xe phía trước của chúng ta ha các bạn. Với những phiên bản ambient các bạn, chúng ta chưa có những chi tiết đèn LED phía sau, chúng ta có thể thay nguyên thanh thì một cái bộ thanh đèn cả bên trái, cả bên phải, cả luôn hai cái mặt hai bên luôn các bạn, ở tầm khoảng 13 triệu thôi ha. Và nó sẽ thay đổi bộ nhận diện của ambient, nó như với lại bộ đèn của LS 4x4 luôn các bạn, nó còn đẹp hơn nữa ha. Và tất cả những chi tiết mình làm xong cho khách mình sẽ trả về cho những anh khách các bạn, và những cái cản và những cái chi tiết lắp đặt, các anh khách có nhu cầu bán lại thì bên mình cũng có thu lại luôn ha. LS Sport trong những phiên bản rất đẹp luôn. Chúng ta chỉ cần đề con một chút xíu, với những cái nguyên vật liệu giá nó cũng mềm mà nó không quá đắt các bạn. Bộ body kit body lắp to nhập chung luôn, giá tầm khoảng là 18 triệu thôi, đi cùng với đó là bộ mâm, mâm vampire. Giá bộ mâm này tầm khoảng 26 triệu 4 mâm thôi các bạn, rất đẹp luôn ha. Có nhiều mẫu rất xu hướng luôn. Rồi các bạn cứ Zalo cho mình theo số điện thoại là 0933 586 59, mình sẽ chia sẻ những cái mẫu mâm cho bạn xem nha. Lớp thì chúng ta có thể tùy chọn những bộ lớp gai rất xu hướng bên Thái như là lớp Toyo, gai GLT, và chúng ta đi chọn những bộ lớp BF Quốc dòng lớp gai địa hình nhưng mà có khả năng chống ồn nha các bạn. Cũng còn tùy vào khẩu vị đi xe của khách hàng. Quá đẹp luôn các bạn, một cái bộ nhận diện với sự kết nối giữa LS Sport và phiên bản Ford Raptor các bạn. Rồi các bạn có nhu cầu mua xe, độ xe thì ghé bên AutoStyle bên mình nha. Bên mình luôn có sẵn đầy đủ tất cả những chi tiết phụ tùng của phiên bản Ranger, phiên bản LS ha, Thái nhập chung đều có đầy đủ hết luôn. Bây giờ cũng đừng quên like, subscribe kênh YouTube của mình, kênh Bùi Quang Dũng. Xin chào và hẹn gặp lại.